Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản thống nhất cho phà Cần Giờ Vũng Tàu tiếp tục hoạt động từ 4 giờ đến 22 giờ hàng ngày để phục vụ nhu cầu đi lại du lịch, vận tải hàng hóa của người dân Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Vũng Tàu. Qua 6 tháng thí điểm mở rộng thời gian hoạt động phà biển này kể từ ngày 18 tháng 1 năm 2023 đến ngày 18 tháng 7 năm 2023 đã đảm bảo an toàn, nhanh chóng và hiệu quả, được nhiều người dân đồng tình ủng hộ. Cho phép phà Cần Giờ Vũng Tàu tiếp tục hoạt động từ 4 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đồng thời yêu cầu đơn vị khai thác phà Cần Giờ Vũng Tàu phải thường xuyên phối hợp với các cơ quan quản lý bến, luồng tuyến triển khai các biện pháp an toàn hàng hải cho phà và tàu thuyền hoạt động tại vịnh Gành Ráy vào ban đêm, đặc biệt khi phà chạy các luồng hàng hải trên vịnh Gành Ráy. Đồng thời cần nhanh chóng thông báo lịch chạy phà rộng rãi để người dân biết. Trước đó, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã cho thí điểm mở rộng thời gian hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa qua phà Cần Giờ Vũng Tàu từ 4 giờ sáng đến 22 giờ.